Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ bảy ngày 23 tới tháng 12 năm 2023. Chúng ta chỉ còn vỏn vẹn trên dưới 24 tiếng đồng hồ nữa thôi là lễ Noel rồi đó quý vị nha. Chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc, cũng như chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ, yêu đời và an bình nha. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Tất cả các biển trên cái quả địa cầu này nó dậy sóng quý vị ơi. Đây, Biển Đông, Biển Đỏ, Biển Đen, quý vị nghe kỹ nha. Vào ngày hôm qua, Biển Đỏ dậy sóng và nguy cơ cả cái quả địa cầu này khủng hoảng vận tải, khủng hoảng hàng hóa quý vị nha, ghê cẩn quá. Nội dung thứ hai, tới Biển Đông đây. Trung Cộng kêu gọi Philippines ngồi xuống giải quyết tình hình Biển Đông. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua, Trung Cộng và Philippines đã so găng với nhau ở trong cái khu vực Biển Đông. Và nội dung cuối cùng liên quan tới Biển Đen. Đây, vào ngày hôm qua, Mỹ hết tiền viện trợ cho Ukraine. Bây giờ Mỹ suy nghĩ ra cái cách như thế này là sẽ tịch thu tài sản của Nga trên 300 tỷ đô la để đưa cho Ukraine. Quý vị suy nghĩ coi chú Buri sẽ phản ứng như thế nào khi Mỹ làm cái điều này. Rồi đó là những cái điều mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tony bằng cách là bấm nút đăng ký, bấm nút like để Tony có động lực và tinh thần làm nhiều video mới nữa chia sẻ đến với bà con, cô, chú, bác nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới Biển Đen, đặc biệt là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trong suốt 2 năm vừa qua, cái cuộc chiến này cho đến hiện tại bây giờ nó vẫn còn đang căng như dây đàn nha quý vị. Một bên thì cố gắng đạt những cái mục mà mình đề xuất ra, một bên thì cố gắng giữ từng cm đất, ok. Và cái quốc gia mà đứng sau lưng Ukraine, number one viện trợ cho Ukraine trong suốt 2 năm vừa qua đó là Mỹ. Thì trong suốt mấy tuần lễ vừa qua, Mỹ đã coi như cạn kiệt đô la. Quốc hội Mỹ bây giờ hai bên đấu đá lẫn nhau, cho nên không còn viện trợ, không còn đủ khả năng viện trợ cho Ukraine nữa, ok. Thì đùng một cái, nếu mà Mỹ ngừng viện trợ thì dĩ nhiên Ukraine sẽ mất nước. Everybody đều biết cái điều đó. Chỉ có Mỹ mới cứu được Ukraine thôi. Chứ ngoài ra trên cái quả địa cầu này không có một cái quốc gia nào có đủ khả năng làm cái điều đó, ok. Vậy thì bây giờ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì đây? Đây, mời quý vị nghe kỹ đi. Thì vào ngày hôm qua, tại tòa bạch ốc, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực tịch thu khối tài sản 300 tỷ đô la bị đóng băng của Nga. Để làm gì? À, để lấy cái khối tài sản 300 tỷ đô la này để viện trợ cho Ukraine. Trong bối cảnh gói viện trợ đã bị bế tắc ở Quốc hội Mỹ. À, tức là bây giờ chú Bảy chú suy nghĩ ra như thế này. Ok, bây giờ Mỹ không còn đô la để viện trợ đúng không? Quốc hội không thông qua đúng không? Bây giờ mình phải làm gì? Lấy hết tài sản của ông Nga đưa qua cho Ukraine đi. À, thấy chưa? Thay thế đi. Thì tôi thì suy nghĩ đây cũng là một cái ý kiến hay đó quý vị. Một cái ý kiến hay để giúp cho Ukraine ráng cầm cự, ráng cầm cự cho đến khi nào Quốc hội Mỹ người ta có một cái gì đó, ok. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất liên quan tới Biển Đen. Bây giờ mình sẽ đi vào cái Biển Đông đi quý vị nha. Thì trong suốt 3 năm vừa qua, khi mà Tổng thống Mỹ Joe Biden làm chủ tòa Bạch Ốc, mình gọi như vậy đi cho thấy nó chảnh chảnh chút xíu, ok. Thì khi ông Bảy ông vào ngủ trong tòa Bạch Ốc thì ông Tập ông đã chẳng coi ai ra cái trăm cà ram gì trên cái quả địa cầu này, đặc biệt là ở cái khu vực châu Á Biển Đông, alright. Thì trong suốt thời gian vừa qua, chú Tập chú sang qua bên này, chú nói ê Biển Đông của tao, hướng này của tao, Hoàng Sa Trường Sa, ê Philippines cái này của tao, ê Nhật Bản cái này của tao, ê Đài Loan là của tao, nó năm nào bốn phương tám hướng cái gì cũng là của ổng. Thì trong suốt thời gian vừa qua, Philippines nó cũng chẳng vừa gì đâu quý vị, nó là đồng minh của Mỹ cho nên nó chẳng ngán ông Tập. Thì hai bên đã so găng với nhau rất là nhiều lần trong cái khu vực Biển Đông, alright. Thì đùng một cái vào ngày hôm qua, Trung Cộng kêu gọi giải quyết căng thẳng trên Biển Đông bằng cách là đối thoại, ok, chứ không bằng vũ lực, không bằng quánh nhau. Không biết là Philippines sẽ trả lời như thế nào, nhưng trong suốt thời gian vừa qua thì các vụ va chạm giữa hai tàu
giữa tàu của hai nước á, va chạm rầm rộ, bên xịt nước, bên bắn, nó nôm na làm tùm lum tàu lao hết, mình gọi là so găng á. Nhưng chưa có đến mức mà xảy ra cái chuyện quánh nhau thật sự. Mà hiện tại bây giờ thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày hôm qua đã yêu cầu Philippines, ok bây giờ mày nói của mày đúng không, là tao nói của tao đúng không, bây giờ hai mình ngồi xuống cái bàn đi, rồi cùng nhau nè giải quyết trên bàn đi, chứ đừng có giải quyết bằng súng đạn hay là vũ lực. Không biết Philippines sẽ như thế nào đây. Nhưng theo như cách đây mấy tuần lễ tôi này có chia sẻ một cái thông tin là Mỹ cũng đã cảnh cáo Trung Cộng rồi, là đừng có đụng vào đồng minh của Mỹ là Philippines. Tại vì nếu đụng vào thì Mỹ chắc chắn phải nhảy vào tham chiến với Philippines. Và đó là cái nội dung thứ hai tới Biển Đông. Bây giờ hôm nay mình đi ba cái biển. Bây giờ mình sẽ trở lại cái biển cuối cùng, đó là Biển Đỏ nè quý vị. Không riêng gì Biển Đông dậy sóng, Biển Đen dậy sóng đâu, mà bây giờ cả luôn Biển Đỏ. Mà cái Biển Đỏ này nó ảnh hưởng rầm rộ tới cái quả địa cầu. Tại vì cái đường mà mình gọi là đường vận tải biển đi, ai đồng nộ nói nôm na là cái đường mà người ta chuyển hàng hóa trên biển đó quý vị, nó rất là quan trọng trên cái Biển Đỏ này. Ok, từ châu Á mà qua châu Âu á là phải đi ngang cái Biển Đỏ này. Bất cứ tàu thuyền gì đó mà vận tải cái gì đó, chuyển cái gì đó là phải đi ngang cái Biển Đỏ này, đặc biệt là cái kênh này. Cái kênh đào Suez là một cái nơi đóng vai trò quan trọng nhất đối với hoạt động vận tải hàng hóa giữa châu Á và châu Âu. Ok, căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ trong suốt thời gian mấy tuần lễ vừa qua đã gây tắc nghẽn các tuyến vận tải qua cái kênh đào Suez này, một cái nơi mà xử lý khoảng 15% thương mại trên toàn quả địa cầu. Nếu mà bây giờ không có tàu thuyền nào mà đi qua đi lại được cái chỗ này thì loài người chúng ta sẽ bị thiếu hàng hóa, thiếu này thiếu nọ thiếu kia, không ai vận chuyển được qua chỗ này cho nó chỗ kia, cho nên nó sẽ thiếu. Lý do tại sao? Tại vì trong suốt thời gian vừa qua, cái nhóm Houthi ở Yemen nó đã quậy tưng bừng khói lửa trên cái Biển Đỏ này. Bất cứ tàu thuyền nào đi ngang cái chỗ này nó cũng thục banh xà rông, cả luôn tàu thuyền của Mỹ, Pháp hay là cái gì đó nó thục tối bụi hết, ai đi ngang nó cũng thục, nó cảnh báo vậy đó. Cho nên trong suốt mấy ngày vừa qua, Mỹ đã tụ họp lại được 20 quốc gia, 20 đồng minh và đàn em của mình để sẵn sàng đối phó với cái tụi Houthi này, sẵn sàng tục tụi nó để mà làm cho cái đường biển nó ok để mọi người đi qua đi lại, để mà chuyển giao hàng hóa, để loài người chúng ta đừng có thiếu. Thì vào ngày hôm qua, rất là nhiều công ty vận tải biển đã la làng la xóm lên cầu cứu, là tại vì bây giờ họ không chuyển giao được hàng hóa, họ không đi qua đi lại được cái vùng Biển Đỏ này. Cho nên bây giờ không biết là Mỹ sẽ làm gì đây. Nhưng vào tối hôm qua tôi được cập nhật được một cái thông tin, Mỹ đã điều động, đã quy động được 20 quốc gia để sẵn sàng ra tay với cái tụi Houthi này. Rồi bây giờ mình ok, sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ bảy, tôi được cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới ba cái biển, Biển Đen, Biển Đỏ, Biển Đông. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này nha. Please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và một lần nữa tôi này chúc quý vị khán giả một mùa lễ Giáng sinh an lành, mạnh khỏe và yên bình nha. Have a good day. Thank you.